Kể từ mùa thu tháng 8 năm 1945, khi cả nước vùng lên giành lấy chính quyền, trời Hà Nội ngập tràn cờ đỏ sao vàng khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cũng trong giai đoạn này, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một người con ưu tú của miền Nam, người đồng chí, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho sự đóng góp của lực lượng công nhân trong kháng chiến. Cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, những phẩm chất ưu tú cùng tài năng của mình, Bác Tôn không chỉ hoạt động tích cực trong nhiều vai trò khác nhau khi còn ở Việt Bắc, mà còn là tấm gương, là nguồn cảm hứng cho chiến sĩ trong đời sống gian khó, góp phần tạo nên thắng lợi của dân tộc ta cho đến ngày thống nhất đất nước. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, cả nước vui chung niềm vui độc lập. Nhưng không quên tình hình thù trong giặc ngoài, mọi người đều ráo riết tập trung xây dựng chính quyền. Trong giai đoạn này, những dấu ấn của Tôn Đức Thắng đã tiếp thêm sức mạnh kịp thời cho chính quyền non trẻ của ta. 24 tuổi, Tôn Đức Thắng đã tổ chức cuộc bãi công của công nhân xưởng Ba Son, đánh dấu bước vùng dậy của giai cấp công nhân. 20 tháng 4 năm 1919, cũng chính người thanh niên ấy nhận vinh dự kéo cờ đỏ trên biển Hắc Hải để ủng hộ cách mạng tháng 10 Nga, kêu gọi và liên kết giai cấp công nhân các nước đoàn kết lại. Là người sáng lập Công hội Đỏ, tổ chức công hội đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam, cùng nhiều phong trào công nhân Sài Gòn, Chợ Lớn, khiến Tôn Đức Thắng trở thành cái gai trong mắt thực dân Pháp để bị bắt và tuyên án 20 năm tù khổ sai. 15 năm ở địa ngục Trần gian Côn Đảo là quãng thời gian thử thách lớn nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Tôn Đức Thắng. Nhưng đó cũng là quãng đời đầy vinh quang khi Bác thực sự biến nhà tù Đế quốc thành trường học cách mạng, lập chi bộ ngay trong chính nhà tù, là nơi nuôi dưỡng, rèn luyện, giáo dục ý chí cách mạng cho tù nhân. Sự can trường và những kinh nghiệm xương máu của Tôn Đức Thắng là sự bổ sung kịp thời cho lực lượng cách mạng của ta trong giai đoạn 1946. Không lâu sau ngày trở về, Bác Tôn được bổ sung vào xứ ủy Nam Kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dương và là ủy viên Ủy ban Kháng chiến, hành chánh Nam Bộ. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, trong đợt tổng tuyển cử đầu tiên, Bác Tôn được nhân dân Sài Gòn, Chợ Lớn bầu là đại biểu Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tháng 1 năm 1946, Bác Tôn lên đường ra Hà Nội và từ đây Bác luôn sát cánh cùng Bác Hồ và Trung ương Đảng lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. Lúc này cũng chính là lúc thực dân Pháp dở bộ mặt thật của mình ra với vô số hành động ngang ngược, khiêu khích. Bác Hồ và Trung ương Đảng buộc phải có những hành động kịp thời. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn đối. Vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Ngày 19 tháng 12 năm 1946, sau khi ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Bác Hồ quyết định chỉ đạo các cơ quan trung ương rút về Việt Bắc, đồng thời yêu cầu đồng chí Tôn Đức Thắng đến hoạt động ở Việt Bắc để tổ chức vận động nhân dân, xây dựng và củng cố lực lượng để chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp. Địa thế hiểm trở với rừng rậm bao phủ, Việt Bắc trở thành tấm lá chắn che chở cho lực lượng cách mạng của ta hoạt động một cách bí mật. Chiến khu Việt Bắc bao gồm các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, với vị thế tiến khả dĩ công, thoái khả dĩ thủ. Việt Bắc trở thành thủ đô kháng chiến trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp. Lúc này, Bác Tôn tiếp tục thể hiện vai trò của mình khi được tín nhiệm giao cho nhiều vị trí khác nhau,
nhưng hoạt động hết sức bí mật. Ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức phát động cuộc vận động thi đua yêu nước. Đây là thời kỳ Bác Tôn có nhiều đóng góp cho cách mạng, đưa chủ trương của Đảng về thi đua yêu nước vào quần chúng nhân dân, đưa phong trào trở thành động lực cho cuộc kháng chiến của quân và dân ta. Bác Tôn có nhiều biện pháp cũng như tổ chức công tác thi đua trong cả nước với mục đích diệt giặc đói, giết giặc chốt, diệt giặc ngoài xâm để kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc chống thành công, với phương châm người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua. Bác Tôn đã đề ra nội dung thi đua chủ yếu là luyện quân, lập công và tăng gia sản xuất, làm sao huy động mọi cố gắng, mọi năng lực của nhân dân và quân đội ở tiền phương cũng như hậu phương để đi đến thắng lợi cuối cùng. Dưới sự chỉ đạo của Bác Tôn, phong trào thi đua lan rộng khắp cả nước và trong tất cả các lĩnh vực. Trong nông nghiệp có phong trào thi đua tiết kiệm, tránh xa xỉ, phí phạm để dành lương thực cho bộ đội, cho những lúc túng thiếu. Thi đua đóng thuế nông nghiệp, bộ đội có phong trào thi đua luyện tập giỏi, diệt diều địch, khắc phục khó khăn, chấp hành mệnh lệnh. Tuổi trẻ có phong trào xung phong đi bộ đội và dân công. Đội ngũ trí thức có phong trào cán bộ chuyên môn thi đua khá, thi đua diệt giặc chốt. Những phong trào thi đua do Bác Tôn khởi xướng có sức lan tỏa rộng, được đông đảo nhân dân hưởng ứng, thi đua lao động sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chiến sĩ an tâm chiến đấu. Cái tài của Bác Tôn chính là việc vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ liên kết, vận động người dân tham gia phong trào, nhưng vẫn đảm bảo tính chất bí mật trong hoạt động của mình. Ở những căn nhà mà Bác đã đi qua, đã miệt mài làm việc, mọi người vẫn chỉ biết đó là một ông già chăm chỉ trong công việc. Chiếc giường xếp là một sáng tạo của Bác Tôn để tiện cho việc di chuyển liên tục khi làm nhiệm vụ, cùng với chiếc đèn dầu, kệ sách. Những vật dụng này là minh chứng cho những năm tháng hoạt động không biết mệt mỏi của Bác Tôn. Vì thế, Bác Hồ đã yêu cầu Bác Tôn về hoạt động ở Việt Bắc nhằm đảm bảo hậu cần và đoàn kết các mặt trận người dân. Tháng 3 năm 1951, Bác Tôn chủ trì Đại hội Toàn quốc Thống nhất Việt Minh Liên Việt tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang và được bầu là Chủ tịch Mặt trận Liên Việt. Ở vai trò này, Bác Tôn đã thể hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết các cơ quan, đoàn thể, quân, dân, chính đảng, các nhân sĩ trí thức để thực hiện cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và kiện toàn bộ máy của mặt trận từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt, Bác Tôn đã xây dựng khối đại đoàn kết giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau, đập tan các âm mưu chia rẽ ba nước Đông Dương của thực dân Pháp. Chiến lược chiến tranh nhân dân, toàn quốc kháng chiến có công rất lớn của Tôn Đức Thắng khi Bác trở thành hạt nhân đoàn kết các lực lượng lại, chung lòng, chống giặc. 20 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng là 20 năm Bác Tôn liên tục được đại diện các tầng lớp nhân dân suy tôn làm chủ tịch đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ ngày 10 tháng 9 năm 1955 đến tháng 2 năm 1977 và chủ tịch danh dự đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cũng trong thời gian đó, Bác còn đảm nhiệm các chức vụ trưởng ban thường trực Quốc hội, chủ tịch danh dự Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam, ủy viên Hội đồng hòa bình thế giới. Ngày 15 tháng 7 năm 1960, Bác được nhân dân ta bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1969, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, tại kỳ họp đặc biệt Quốc hội khóa 3, Bác Tôn được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đồng thời kiêm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cùng các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng, Nhà nước, mặt trận lãnh đạo động viên nhân dân ta kiên cường chiến đấu, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến toàn thắng, thống nhất nước nhà. Lịch sử cách mạng Việt Nam trong thế kỷ 20 gắn liền với tên tuổi Hồ Chí Minh và Tôn Đức Thắng, hai vị chủ tịch nước kính mến, đồng thời cũng là hai người bạn tâm giao. Mối quan hệ gần gũi, gắn bó thân thiết giữa hai con người vĩ đại ấy đã trở thành hình ảnh tiêu biểu cho tình đoàn kết gắn bó Bắc Nam, cho khối đại đoàn kết dân tộc và đại biểu cho ý chí độc lập, tự do của Tổ quốc, cơm no áo ấm và hạnh phúc của nhân dân.
Bác Tôn thì hơn Bác Hồ 2 tuổi. Thì Bác Hồ rất lo về sức khỏe cho Bác Tôn. Thế cho nên rằng là bác có lần bác sang thăm Bác Tôn thì Bác Tôn đương ở trên cái nhà 35 Trần Phú, nhưng mà ở trên cái gác ba. Thì bác sang đến nơi ấy, thì bác Hồ không lên gác, và Bác Hồ nói rằng là bây giờ phải mời Bác Tôn xuống để bố trí bác ở dưới này, không để bác trèo gác. Thế sau thì mới bố trí bác xuống cái nhà ngang ở dưới. Thế còn thì khi mà Bác Tôn mà đến sang ăn cơm với Bác Hồ, thì Bác Hồ ra tận đằng sau cái nhà xây đấy, bác đón ở ngoài ấy, và hai cụ không bắt tay nhau mà chắp tay để mà nghĩa chào nhau, rồi bằng cụ dùng chữ cụ, các bác dùng chữ cụ chào nhau và khoát tay nhau đi vào, vừa ăn cơm vừa đàm đạo. Trong hiến pháp thì là phó chủ tịch là giúp việc cho chủ tịch. Thế thì lúc giữa Bác Hồ và Bác Tôn là những cái người tiêu biểu nhất xứng đáng cho Việt Nam, mà trong lúc mà đất nước lại chưa thống nhất thì vai trò của Bác Tôn là tức là đại diện cho cả miền Nam thôi. Nên cho nên Bác Hồ rất chú ý những chuyện đó. Thì khi mà Bác Hồ, Bác Tôn mà được bầu làm phó chủ tịch thì Bác Hồ giao cái việc nhận tất cả quốc thư cho Bác Tôn, để cho Bác Tôn có công việc, có những công việc xứng đáng để mà làm. Thế mà Bác Tôn lại là phó chủ tịch nhưng mà cũng là chiến sĩ Hắc Hải, chiến sĩ quốc tế. Thế cho nên rằng là đối với lại thế giới thì Bác Tôn cũng có cái uy tín rất lớn. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, cả nước vỡ òa trong niềm vui thống nhất, non sông liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà như ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Tuy Bác không còn nữa, thế nhưng những người đồng chí của Bác, trong đó có Bác Tôn, đã thực hiện trọn vẹn lời gửi gắm của Người. Trong ngày vui đại thắng của dân tộc, mọi người dân Việt Nam đều cảm thấy như có Bác Hồ. Và Bác Tôn chính là người thay mặt Bác Hồ trên chặng đường vẻ vang đó của đất nước trong ngày ca khúc khải hoàn. Tiếp tục nhận được sự tin tưởng của nhân dân, của đảng, năm 1976, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, Bác Tôn được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nét nổi bật ở Bác Tôn mà mọi người dễ nhận thấy là đức tính khiêm nhường và lối sống giản dị. Chính phẩm chất cao quý ấy cùng với lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc và ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất trước kẻ thù của dân tộc đã in đậm trong trái tim mỗi người Việt Nam yêu nước sự ngưỡng mộ và kính phục. Riêng đối với người dân miền Nam cũng như người dân thành phố Hồ Chí Minh, hình ảnh và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người con của quê hương An Giang, luôn được nhân dân tôn kính. Bởi ở Bác Tôn, đó không chỉ là một người cộng sản kiên trung mà còn thể hiện rõ nét cái chất hào hiệp Nam Bộ, chất tiên phong của giai cấp công nhân. Đặc biệt, nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, để hiện thực hóa những mong muốn của nhân dân thành phố hướng về thủ đô, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thực hiện công trình đúc bức tượng Bác Hồ và Bác Tôn bằng đồng để trao tặng cho nhân dân và chính quyền Hà Nội. Tượng đài thể hiện tư thế Bác Hồ bắt tay chúc mừng Bác Tôn sau khi Bác Tôn được Quốc hội khóa 2 năm 1960 bầu vào chức vụ Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hai vị lãnh tụ nhìn nhau thân thiện, cử chỉ thân tình, thái độ lạc quan. Bàn tay phải Bác Hồ nắm bàn tay phải Bác Tôn, tượng trưng cho tình đoàn kết, thương yêu, tin tưởng. Đây còn là tình cảm của hai vị lãnh tụ thân thiết, vừa là hai người bạn, hai người đồng chí trong bối cảnh đất nước đang chịu nỗi đau chia cắt. Và trên hết, tình cảm lớn lao ấy không chỉ là ý chí, nguyện vọng của hai vị lãnh tụ kiệt xuất, mà còn là khát khao cháy bỏng của cả dân tộc về một đất nước thống nhất. Gương mặt của hai vị lãnh tụ hướng về phương Nam, như Bác Hồ lúc sinh thời từng nói: miền Nam luôn trong trái tim tôi. Có thể nói, công trình tượng Bác Hồ, Bác Tôn mang một ý nghĩa đặc biệt
khi được đặt tại công viên Thống Nhất, biểu tượng của niềm khao khát non sông liền một dải từ những năm kháng chiến. Món quà cũng đã thể hiện hết những tình cảm mà những người con ở mảnh đất phương Nam của thành phố mang tên Bác dành tặng cho thủ đô thân yêu. Cuộc đời 70 năm cống hiến cho cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng còn là nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tạo nghệ thuật. Và có lẽ cũng ít có nhân vật nào được đi vào cả trong thơ, nhạc, hội họa, phim ảnh như Bác Tôn. Chỉ riêng với mảnh đất Nam Bộ, quê hương của người, thì hình ảnh người công nhân Ba Son cho đến khi trở thành vị chủ tịch nước đã được chuyển tải một cách thành kính và thật sống động trong những vở cải lương với điệu hò, điệu giọng cổ đặc trưng của mảnh đất phương Nam. Và hình ảnh của người công nhân số 1 Tôn Đức Thắng cũng là nguồn động viên, niềm tự hào để biết bao thế hệ trẻ Việt Nam noi theo. Ngôi trường Đại học Tôn Đức Thắng, ngôi trường của Tổ chức Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi ươm mầm, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giai cấp công nhân của thành phố, phát triển nguồn nhân lực cho nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đào tạo nhân tài, nhân lực, mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng để phục vụ hệ thống sản xuất, xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khu vực phía Nam và cả nước. Và cũng nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 2011 vừa qua, trường đã vinh dự được đón Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước cũng như thành phố về dự lễ khánh thành tượng đài chân dung Chủ tịch Tôn Đức Thắng và trụ sở chính của nhà trường. Có thể nói, việc xây dựng tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngay tại khuôn viên trường đại học mang tên người là một công trình có ý nghĩa chính trị và văn hóa to lớn đặc biệt đối với tập thể thầy và trò của trường đại học Tôn Đức Thắng. Đồng thời cũng là động lực để thầy và trò tiếp tục phấn đấu, đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học để góp phần vào sự phát triển của đất nước. Có thể nói, những hình ảnh về vị Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng với những phẩm chất cao quý nhưng cũng rất giản dị, hết lòng vì dân, vì nước, đó cũng chính là một tấm gương lớn về đạo đức cách mạng để thế hệ sau noi theo. Về tấm gương đạo đức của Bác Tôn, nhà lão thành cách mạng Trần Trọng Tân đã nói: cái gương của Bác Tôn không phải chỉ với lớp trẻ đâu, tất cả phải học. Gương lớn lắm, cái cán bộ ở cấp vị mô, đứng đầu các cơ quan đảng nhà nước hiện nay phải hết sức học Bác Tôn, chứ không phải chỉ nói với lớp trẻ. Học một cái gương lớn đến như vậy, gương về giữ gìn nhân cách, giữ gìn về đạo đức, giữ gìn về cái tư cách của một cái người chủ tịch nước mà luôn gắn với dân, suy nghĩ đến dân, mặc áo nổi là để cho dân khỏi đói, thì gương đó lớn lắm. Bác Tôn nó có cái lạ là từ nông dân là đi vô thành công nhân, đi vô trường bách nghề, rồi đưa vô Ba Son, rồi là cái người đầu tiên mà tổ chức ra cái công hội bí mật để mà lãnh đạo, nói là công hội nhưng mà tư cách của nó như là một cái đảng lãnh đạo để mà dắt dẫn công nhân đấu tranh mà từ cái ý thức giai cấp gắn với tinh thần quốc tế rất sớm, mới lắm. Có thể theo tôi có thể nói rằng Bác Tôn là cái người mở đầu cho một cái thời đại hiện đại của Việt Nam, mở đầu cho cái thời đại hiện đại của mình, tức là cái thời đại mà giai cấp công nhân lên võ đài chính trị lớn lắm, chứ không phải là chỉ nói với thế hệ trẻ. Còn đương nhiên là lớp trẻ thì phải ráng hết sức suy nghĩ để làm sao mà xứng đáng là có một cái truyền thống đẹp đến như thế này, tự hào đến như thế này để tiếp nối về sau. Cuộc đời Tôn Đức Thắng như một tấm gương của một con người kiên trung, đi suốt cuộc cách mạng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cho đến ngày toàn thắng 1945-1975. Trải qua những gian lao, đau khổ, người công nhân Ba Son, người chủ tịch nước ấy luôn toát lên một tinh thần yêu nước đến cùng, một tinh thần đoàn kết ái hữu giai cấp, quốc tế cộng sản, một tính nhân văn tự nhiên sâu sắc hiếm có.
Trong 92 năm tuổi đời, với gần 70 năm hoạt động cách mạng và 17 năm tù đày, Tôn Đức Thắng đã để lại cho chúng ta một cuộc đời đầy biến động, một tính cách khiêm tốn giản dị, một con người bình thường nhưng giàu tính nhân văn cao cả. Như nhiều người thường nói, bình thường mà vĩ đại.